Hello, xin chào thầy, em quay trở lại với kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay Hoài Bãi lên cho bác một con máy Classic Estin 025. Đó, quay chi tiết cho anh em xem luôn nha. Đây, tháo làm xích đổ ra quay cho anh em xem. Con này thật sự luôn đến 99% luôn anh em. Thiếu mất cái thùng rồi. Bồ zin nhá. Bồ zin Estin. Đó, máy đây nha. Chén cồn chưa có mòn thế nào luôn, mới có vết chảy, máy rất ít sử dụng luôn. Chén cồn zin nó là tất cả ốc ác đều vàng khè luôn, mới rửa sơ sơ nhá, tăng xếp zin, máy quá mới luôn. Đó, con này là thiếu một cái thùng anh em sử dụng, không khác cái máy mới nhá, bộ e lọc gió zin luôn, chế zin luôn nhá. Bít tông này nhé, bít tông này sọc ngang luôn, bít tông sọc ngang này, máy cỡ này với đỉnh nha anh em, đó, quả bít tông nó lên tất cả nha anh em, bên trong chưa có bung khu gì nhá, đó, bên trong đổ đi hết từ AZ chưa có bung gì ra, rửa mới sơ sơ bên ngoài thôi nhá, đó, hàng chuẩn Magic Germany, ốp làm gì này. Ốp làm gì đẹp luôn, ai còn tán làm này nhá, vàng khè luôn nhá, vỏ làm gì này, vỏ làm gì, xích gì làm gì luôn, máy này còn quá mới luôn, thực sự là chạy mới có tí thôi, hàng của Đức xịn nha anh em, con này công suất của nó bằng con 250 nhá, đó, nhờ độ bền nó thì gấp đôi gấp 3 lần còn 250 luôn. Đó, đồ nó rất là xịn và nhựa nhưng nó cũng rất là tốt. Đó, con này nòng 42 ly anh em nhé. Bây giờ em sẽ ráp và gắn ráp và test nổ cho anh em nhé. Hàng chất lượng, thiếu một cái thùng. Đó, bây giờ Hoàng đã gắn xong cái con máy rồi nha anh em. Đó, máy đẹp nhức nách, thiếu cái thùng. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ tiếp qua số điện thoại 0345050399 để đặt hàng nhá. Con này thì nòng nó 42 ly nha các bác, công suất là 44cc. Đó, rất là khỏe, anh em khai thác tốt nhá. Làm chuyên nghiệp, cắt keo đổ đúng bài rồi nhá. Rồi test nổ cho anh em nghe tiếng máy luôn. Con máy như này rất là khó nha anh em nhé. Đó. Nói chung là anh em nào mà mình thích xài những con hàng của Đức xịn, hàng đẹp, thiếu một cái thùng này thì anh em phải chốt nhanh nha anh em. Đó. Mất là rất khó gặp lại một con đẹp như này nữa. Rồi xin cảm ơn toàn thể anh em nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh và thông báo để nhận những video mới nhất của Hoàng nhé. Đang ti xịn xịn luôn.